Trên địa bàn quận Ba Đình, hàng loạt cây xanh lớn nhỏ bị gãy đổ, bật gốc. Biển báo, trụ đèn giao thông cũng đổ sập. Bà Nguyễn Thị Đậu, sinh sống tại phố Đào Tấn cho biết, bà chưa từng chứng kiến một cơn bão nào khiến cây xanh trên phố lại gãy đổ nhiều như thế. Sống ở Hà Nội này này, từ trước đến nay rồi, bây giờ thì gần 90 mà tôi mới thấy cái cảnh bão như thế này, tôi sợ quá. Dọc các tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, cây đổ rất nhiều, nhưng phần lớn đã được lực lượng chức năng cắt xén, tạo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông. Tại khu vực phố Trần Phú, Sơn Tây, hàng chục chiến sĩ công an thuộc phường Kim Mã cùng các cán bộ phường, lực lượng dân phòng đã huy động khắc phục hậu quả sau bão. Các lực lượng của phường, từ đồ dân quân, rồi ban chỉ huy quân sự phường, công an phường được tự quản, rồi lực lượng an ninh trật tự cơ sở, rồi hội phụ nữ thì lo về hậu cần. Thì chúng tôi huy động toàn thể lực lượng, các đoàn thể tham gia chợ, thì đến thời điểm này thì an giao thông thì chúng tôi đảm bảo thông suốt. Toàn bộ các cây dây ở cắn chắn ngang dọc đường là chúng tôi để xử lý và để đảm bảo an toàn giao thông. Và trên địa bàn phường, trong các khu dân cư thì có 6 nhà là bị cây đè, thì chúng tôi đã kịp thời di chuyển nhân dân ra để đảm bảo về an toàn tính mạng tài sản của nhân dân. Và đến thời điểm này thì trên địa bàn phường không có thiệt hại về người. Trên phố Nguyễn Thái Học, một cây xanh lớn bị bật gốc đè lên trạm biến áp gây mất điện cục bộ khu vực Cát Linh. Các công nhân đang khẩn trương sửa chữa, khắc phục để đảm bảo cung cấp điện cho nhân dân. Trạm biến áp Cát Linh 13 thì hôm qua thì cơn bão Agi đấy thì gió to thì nó là đổ cây xà cừ xuống thì đè vào trạm biến áp mất điện một số khu vực. Mình sẽ cố gắng khắc phục luôn trong ngày hôm nay. Khu vực phố Phan Đình Phùng, hàng chục công nhân môi trường được huy động dọn cây xanh bị gãy đổ. Có đoạn phố đã được dọn quang, nhưng các phương tiện giao thông vẫn được phân luồng đi hướng khác để đảm bảo an toàn. Chúng tôi giải hết tất cả hơn 300 quân cộng với cả những lực lượng mà xung kích, rồi là được sự hỗ trợ của là lãnh đạo của công ty và toàn bộ cái khối văn phòng của tổng công ty cũng xuống hỗ trợ của đơn vị để thực hiện cái nhiệm vụ để đảm bảo vệ sinh môi trường an toàn trên địa bàn quận Ba Đình. Trên địa bàn thì phải nói là địa bàn Ngọc Khánh là địa bàn cây đổ rất là nhiều luôn ạ, gần như là các tuyến phố nào cũng có, và nặng nhất thì phải nói là tuyến phố Nguyễn Chí Thanh ạ. Hiện tại như bây giờ là gần như là hết tuyến Nguyễn Chí Thanh của địa bàn phường Ngọc Khánh, cây đổ thì ra điện mà rất là nhiều, mà rác rồi là lá cây, cành cây lớn nhỏ cũng rất là nhiều. Hiện tại thì em cũng đang khắc phục. Tại công viên Bách Thảo, một cây xanh lớn bị bật gốc chắn ngay lối vào, nhiều cây khác cũng bị gãy đổ. Không ít tuyến phố cây xanh gãy đổ ngang đường. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các quận, đơn vị, lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục xử lý hậu quả và lưu ý nhân dân cần thiết mới ra đường để đảm bảo an toàn.